Đây là Lôi Long Du, là chiêu thức cuối cùng trong Lôi Đình Du Long Quyền. Trời ạ, à, sao có thể? Trong trích lục nội tộc có viết, luyện thành chiêu này thì ít nhất phải đạt đến cảnh giới võ tôn, một võ sĩ như hắn làm sao có thể làm được? Không thể nào, hắn chẳng qua chỉ là một tên trai bao, sao có thể có thiên phú như thế? Đến ta còn không thể luyện qua được chiêu thứ tư. Ta đến đây chỉ là do ngoài ý muốn, cũng rõ thế nào là tốt xấu, quy củ. Đợi ra ngoài ta sẽ đến tìm các vị tộc trưởng thỉnh tội nhận phạt, các người cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Cái này, chẳng lẽ cứ thế mà để cho hắn đi à? Chúng ta là đến thức tỉnh huyết mạch đấy, vì việc này mà bỏ ra rất nhiều công sức, giờ đây đan dược đã bị ăn hết rồi, còn thức tỉnh cái rắm gì nữa. Cái này còn có thể nhịn sao? Ta thấy hay là nhịn đi, dù sao chúng ta hợp sức lại cũng chưa chắc đã đấu lại được lôi long du của hắn. Rất tốt, các ngươi còn biết thân biết phận đấy. Dù sao ta cũng không phải dạng người thô bạo thích khoe ra võ lực. Hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng vậy Đột nhiên lúc này Mên vấp phải cục đá Ngã sấp mặt Cái này Lôi long du đánh xuống mặt đất Cũng chả phát ra âm thanh gì ư Đến mặt đất cũng chả ảnh hưởng gì Chẳng lẽ tên Long Thiếu Bạch này Chỉ làm màu vậy thôi à Toang rồi Hê 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 Long Thiếu Bạch Lôi long du của ngươi hình như Chẳng có tí sức uy hiếp nào cả Nghe bảo ngươi còn có lòng tốt tha Cho bọn ta một mạng Nói đi Ngươi muốn chết như thế nào Cái này Thực ra mà nói thì rất dài. Mên lúc này lại ở lên một tiếng. Còn ở hả, cái tên xúc vật nhà ngươi, chả đan dược cho bọn ta. Giết tên tiểu tử này, trong máu của hắn chắc còn một chút dược lực. Ngươi ở sau thì bọn ta không thèm quản, thứ bọn ta muốn chính là thành công thức tỉnh huyết mạch. Mên vội vàng thi triển, lôi đình du long quyền. Trường pháp của hai bên va nhau, một tiếng nổ vang lên. Mên bị đánh bay đi. Rơi đúng vào trung tâm huyết mạch lôi long du của hắn quả nhiên chỉ được cái vỏ ngoài ta nói mà hắn dựa vào cái gì mà có thể luyện thành mọi người tiếp tục tiến lên đừng cho hắn cơ hội trốn chạy nào đáng ghét nếu cơ thể này có chút căn cơ thì chả cần phải dùng đến cương khí dùng sức mạnh cũng có thể đè chết bọn chúng rồi nào có như bây giờ thật không dễ dàng mới thoát khỏi hầm động ta sao có thể chết như thế này được không cam tâm ta không cam tâm lúc này luồng huyết khí vây quanh cơ thể mên đây là Đợi đã, vừa nãy nghe bọn họ nhắc đến cái gì mà thức tỉnh huyết mạch lẽ nào là liên quan đến thần long động. Nếu thật là vậy, khí tỏa ra từ cái đầu rồng kia là chân long trí tức dùng để thức tỉnh huyết mạch. Ánh mắt của đầu rồng lóe lên một tia sáng. Sau đó thổi thêm huyết khí tới chỗ mên đang ngồi. Không hay rồi, hắn sắp thức tỉnh huyết mạch. Mau ngăn hắn lại. Cả cơ thể mên lúc này từ từ lơ lửng trên không. Bóng ảnh một con rồng bay quanh cơ thể. Long Thiếu Hiền đột nhiên giật mình khựng lại. Đây, đây là chuyện quái gì vậy? Thân thể ta sao lại không động đậy được thế này, ngay cả tiềm thức cũng run rẩy. Ta cũng thế, thân thể như bị thứ gì đó khống chế, khó mà động đậy. Đùa cái gì vậy, tốt xấu gì ta cũng là võ sư, tại sao lại run rẩy trước một tên võ sĩ? Cảm giác này giống như là đang đối diện với trưởng tộc, là sự khống chế của huyết mạch. Không thể nào, nếu không phải là tộc trưởng không chủ động dùng huyết mạch đè ép thì sẽ không làm được trình độ như vậy đâu. Cuối cùng hắn thức tỉnh được huyết mạch thuần khiết đến mức nào? Đây, chẳng lẽ là ta đang thức tỉnh huyết mạch sao? Huyết mạch của Long thiếu Bạch có thể mạnh như vậy sao? Chủ nhân sai rồi, huyết mạch thức tỉnh cũng không phải là của Long thiếu Bạch, mà là chân long huyết mạch của chính chủ nhân. Lúc trước chủ nhân bởi vì không đủ tiền, không đủ thức tỉnh nổi huyết mạch hỗn độn, lui mà cầu lần lựa chọn chân long huyết mạch, mà bây giờ. Chân long huyết mạch kia rốt cục cũng đã thức tỉnh rồi ha 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 tốt thật thú vị để cho ta xem chân long huyết mạch của ta độ tinh khiết đến tột cùng đã đạt tới trình độ nào đi khí huyết bắt đầu chui vào miệng và mũi huyết mạch trên người men đã bắt đầu nổi lên ha 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 chân long huyết mạch thật sự làm cho ta cảm thấy có sức mạnh bên trong đang phun trào nhưng chỉ vẻn vẹn là trình độ này có thể không xứng với xếp hạnh thứ 8 của ngươi con mắt màu vàng từ từ mở ra. Đây là thần long nguyên tức, long gia thủ bút thật lớn, thế mà cất giấu đồ tốt như vậy. Nhất định là bởi vì huyết mạch của chủ nhân có độ tinh khiết quá cao mới đem cưỡng ép dẫn dắt mà ra. Thần Long Nguyên tức sao? Mặc dù không biết là vật gì, chỉ cần là đồ tốt tất cả đều hướng về phía ta đi, thân thể của ta chứa được. Những tiếng ầm ầm vang lên. Không thể nào, huyết mạch của hắn uy áp còn đang mạnh lên. Ta thậm chí có loại cảm giác đang đối mặt với lão tổ tông. Độ tinh khiết trong huyết mạch của hắn, rốt cục đã đạt tới trình độ nào rồi, Đậu xanh, ta đã đứng không yên rồi." Thần Long gào lên. Lúc này ở bên ngoài phía trên động Thần Long, Thần Long Phong, ngọn núi đang rung chuyển dữ dội. Thần Long lúc này đã bay lên khỏi ngọn núi. Mọi người của Long gia đang đứng nhìn cảnh tượng đó từ xa. Tiểu Vân cũng đang chìm ngưỡng. Động Thần Long là hướng kia, có tiếng rồng gầm truyền ra. Chẳng lẽ là bởi vì bên trong có người đang thức tỉnh huyết mạch sao? Ta vẫn là lần đầu tiên gặp loại bậc khí thế này. Trong khi đó tại Long gia Thần Long Các, tộc trưởng Thần Long Nguyên Tức đang nhanh chóng tiêu hao. Ta chưa bao giờ thấy qua tình trạng như thế, rốt cuộc là ai đang thức tỉnh huyết mạch? Tộc trưởng Long gia Long Thiếu Vân, không cần đoán, là Thiếu Bạch. Cái gì? Lại là tiểu tử kia. Thần Long Nguyên Tức chính là nguyên khí mà Thần Long phun ra, tiềm ẩn ở dưới đáy động Thần Long, trăm ngàn năm qua giúp vô số tộc nhân của chúng thức tỉnh huyết mạch, chân long trí tức chỉ là một sợi khí tức ít ỏi của nó tràn lan ra mà thôi vốn dĩ thần long nguyên tức còn có thể dùng đến năm 600 năm, bây giờ lại đang nhanh chóng tiêu hao. Tộc trưởng độ tinh khiết của huyết mạch đã đạt tới một thành, năm đó thức tỉnh cũng không có dẫn tới dị tượng như thế. Huyết mạch của long thiếu bạch rốt cục là có độ tinh khiết như nào? Tối thiểu trên năm thành. Cái gì? Không có khả năng. Chỉ có cốt nhục của chân long, nửa người nửa rồng tồn tại mới có cơ hội có thể vượt qua năm thành của độ tinh khiết chân long huyết mạch. Long thiếu bạch làm sao có thể đạt tới được? Đừng nói nữa, sự thật bày ở trước mắt, không phải do chúng ta không tin. Ai, bởi vì chuyện cha đẻ của hắn, ta một mực xa cách hắn, không ngờ tới huyết mạch của hắn càng thuần túy như vậy, chẳng lẽ cha đẻ của hắn là một chân long sao? Bất luận như thế nào, hôm nay hắn sẽ trở thành trụ cột chấn hưng của long gia ta. Ta phải đi gặp mặt đứa cháu ngoại này một lần. Trở lại trong động thần long, quanh người mên là một quầng sáng màu vàng. Mên từ từ đáp xuống bên dưới, luồng khí cũng dần dần biến mất chực chực, bây giờ ta cảm thấy huyết mạch trong cơ thể như có một nguồn sức mạnh dâng trào bùng cháy như muốn nổ tung ra. Và lại đồng thời chữa lành hết thương thế trên người ta, thật sự cũng không tệ đó. Chân Long chi tức, một giọt cũng không còn nữa, toàn bộ đều bị hắn hấp thụ hết rồi. Đan dược cũng bị hắn ăn sạch sẽ, như vậy chúng ta làm sao có thể thức tỉnh huyết mạch được nữa đây? Thật không dễ dàng gì mới có được cơ hội lần này. Long gia không bao giờ để tộc nhân trong tộc đến cơ hội thức tỉnh huyết mạch cũng không có đâu, các trưởng lão trong tộc sẽ nghĩ cách khiến chân long chi tức hồi phục thôi, các ngươi chắc chắn vẫn còn cơ hội mà. Cái này cũng đúng, trong tộc nhiều võ thần như thế, chắc sẽ có cách giúp chúng ta thức tỉnh huyết mạch, bọn họ sẽ có cách thôi mà. Huyết mạch thức tỉnh rồi, về sau Long thiếu Bạch nhất định sẽ nhận được sự bồi dưỡng của cả tộc. Bình thường chúng ta không ít lần sỉ nhục tên tiểu tử này, đợi hắn mạnh lên chắc chắn sẽ trả thù chúng ta ai thèm tin lời lừa gạt của nhà ngươi long thiếu bạch ngươi trả cơ hội thức tỉnh huyết mạch cho ta hôm nay ta phải đòi lại công bằng từ tay ngươi tất cả xông lên giết chết tên tiểu tử này các ngươi hại ta bao nhiêu lần thật sự nghĩ là ta không biết à hôm nay vừa hay nên kết thúc rồi men hét lên tung ra lôi long dù hàng giả mà còn dám lôi ra dùng à dựa vào ngươi mà cũng có thể luyện thành lôi long dù à đó đó là hàng thật đó Thiếu Nguyên và Thiếu Huyền bị đánh bay đi. Cả hai cùng ngã lăn trên đất, cơ thể bị đánh cháy xém. Một tên võ sĩ xuất chiêu, vậy mà một phát đánh chết hai võ sư. Lực sát thương này, thật sự là lôi long du hàng thật giá thật đó. Long Thiếu Bạch từ lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy chứ? Sau này chả còn ai dám chặn đường bắt nạt hắn nữa rồi. Các ngươi cũng muốn đến tìm ta đòi công đạo à? Không dám không dám, chỉ có đồ ngu mới xông lên đánh với ngươi sau đó men đã trở lại long gia kia chả phải long thiếu bạch ư sao hắn lại đi từ hướng thần long động trở về vậy sao ta vừa nhìn hắn trong lòng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi đến kỳ lại nhỉ loại cảm giác này rõ ràng là chỉ xuất hiện khi gặp tộc trưởng thôi mà lần này quay lại nhìn đám tộc nhân trong tộc giống như nhìn thấy bậc con cháu bắc minh chân long huyết mạch của ta thuần độ là bao nhiêu thuần độ 7 phần mới 7 phần thôi á ta còn tưởng là phải hơn 9 phần cơ đấy. Theo lý mà nói thì bia công đức ta cũng không quá kém, bọn người ở Long Gia bình thường là mấy phần. Chủ nhân có chỗ không biết, bình thường mà nói, có thể đạt được một phần nghìn chân long chi huyết, có thể xem như là chân long huyết mạch rồi. Tuyệt đại đa số chân long huyết mạch, thuần độ chỉ ở giữa một phần nghìn và một phần trăm. Vượt qua một phần trăm đã là cực kỳ hiếm gặp rồi, đạt được một phần thì càng hiếm gặp hơn nữa. Thì ra chân long chi huyết hiếm như vậy, khó trách lại có cảm giác như là nhìn đám hậu bối thiếu bạch thiếu bạch thì ra là huynh ở đây không phải huynh đi đến mỏ linh thạch à sao lại từ hướng thần long động trở về vậy xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn không cẩn thận đi nhầm vào thần long động thuận tiện thức tỉnh huyết mạch luôn đợi đã lẽ nào động tĩnh lúc nãy ở bên phía thần long động là do huynh tạo ra trời ạ à, huynh thức tỉnh được thuần độ bao nhiêu thế bảy phần bảy bảy phần còn cao hơn cả tộc trưởng khó trách muội nhìn huynh cứ như thấy đấng tiền bối ý thật không tự nhiên chút nào huynh định khi nào báo tin này cho cô 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 chắc chắn rất rất vui vẻ về phía mẫu thân bên kia đợi huynh về sẽ nói với bà ấy muội tìm ta có việc gì không tộc trưởng muốn gặp huynh có lẽ là liên quan đến động tĩnh bất thường ở thần long động thiếu bạch cuối cùng huynh cũng được bọn họ xem trọng rồi được ta sẽ đi xem ra những ngày khổ cực của ta ở long gia sắp kết thúc rồi cảnh chuyển tới thần long các thần long các nơi ở của những người cấp cao trong long gia từ thấp lên cao tầng càng cao thì thân phận cũng càng cao tộc trưởng long thiếu vân ở trên tầng cao nhất thiếu bạch bái kiến gia chủ trong ký ức của long thiếu bạch long thiếu vân mặc dù là ông ngoại của hắn lại có vẻ không thích hắn lắm rất ít khi nói chuyện với hắn hắn cũng rất sợ người ông ngoại này tại sao lại không gọi ta là ông ngoại thiếu bạch không dám những năm này có lẽ mình đã hơi lạnh nhạt với mẹ con Uyển Nhi rồi, không ngờ được cháu ngoại duy nhất của mình cũng sợ mình. Ai bỏ đi? Long Thiếu Vân rạch một đường giữa chán bên, lấy ra một giọt máu. Độ thuần bảy thành. Đây, sao có thể? Thiếu Bạch, những năm nay, ngươi có hận ông ngoại không? Nếu như không phải có độ thuần huyết mạch như này, ông ngoại như ông mà cũng nỡ tốn thời gian để ý đến ta. Xem ra quả nhiên ngươi hận ta, thực ra ông ngoại cũng có nỗi khổ vốn muốn ngươi yên ổn sống một đời, nhưng bây giờ xem ra, phải nói tất cả cho ngươi rồi. Năm đó mẫu thân của ngươi Long Uyển Nhi vẫn còn rất trẻ, nhưng đã thể hiện ra tư chất cực kỳ giỏi. Càng bởi vì có dung mạo tuyệt mỹ, mà có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thường quốc. Thương vương đế hùng có một người con, tên là đế giang, có tư thái thần thể, trong một yến hội đã gặp được Long Uyển Nhi, cực kỳ kinh ngạc, phải cưới bằng được. Vì thế thương vương mang quả cáp đến Long Gia, mà ta cũng đã đáp ứng rồi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, vốn dĩ đây là một hôn sự rất bình thường. Nhưng không ai ngờ được. Ba tháng sau, có người phát hiện Long Uyển Nhi vậy mà có thai, lại không biết phụ thân là ai. Sau khi biết chuyện này, thương vương phẫn nộ, muốn ra tay với Long Gia ta, nếu như không phải ta bằng mọi giá lo chu toàn, thì Long Gia sợ là đã chịu thiệt hại nghiêm trọng. Cuối cùng ta không chỉ trả lại lễ vật, mà còn tặng hậu lễ cho thương vương, mới dẹp yên được chuyện này. Lại là tên thương vương đế hùng này, mình đã từng nghe phó nguyên chủ nói, đệ nhất truyền kỳ thạch bích chính là hắn, sự suy bại của Huyền Thiên Thánh cũng có liên quan nhất định đến hắn, Thương Quốc Vương cũng chính là hắn. Không chỉ nghe tên hắn một lần. Bởi vì chuyện này, Long gia không chỉ tổn hại về tài vật, càng quan trọng hơn là thể diện cũng bị ảnh hưởng. Các trưởng lão cực kỳ tức giận, ta thân là tộc trưởng không thể chỉ chú ý đến tình riêng, cũng phải ăn nói với tộc nhân. Không thể làm gì được, ta chỉ có thể giam Uyển Nhi con gái duy nhất trong nhà lao, mà ngươi cũng sinh ra trong nhà lao. Sau khi ngươi sinh ra, ta đã lặng lẽ đến nhà lao, thăm dò thể chất của ngươi, phát hiện ra ngươi chỉ là phàm thể hạ phẩm, đời này không có thành tựu gì. Nếu như tu hành giống như những người khác trong tộc, chắc chắn sẽ không tranh giành được với bọn họ. Mà người sinh ra chính là nỗi nhục của Long Gia, tuyệt đối sẽ có vô số người nhìn ngươi không thuận, khó mà yên ổn. Vì thế ta cố ý không sắp xếp tài nguyên tu luyện cho ngươi, không để ngươi tu luyện, để mài mòn tâm tính của ngươi dù gì thì dựa vào tư chất của ngươi giành giật hào thắng chỉ khiến cho ngươi sớm chết yểu như thế không bằng nhẫn nhịn một đời làm một phàm phu tốt xấu gì thì cũng sống được tiếp không biết ngươi có thể hiểu được khổ tâm của ông ngoại không long thiếu vân nói chắc là sự thật nếu như hắn thật sự không để ý đến mẹ con long uyển nhi thì ban đầu đã trực tiếp phá thai rồi không cần thiết phải để long thiếu bạch sinh ra mặc dù long thiếu bạch không được người khác yêu quý nhưng cũng có cái ăn cái mặc không cần lo kiếm miếng cơm không giống ta năm đó, sau khi cha mẹ mất ngay cả mì cũng không có mà ăn. Ông ngoại, suy nghĩ của ông ta cũng có thể hiểu được, có điều vẫn có một chuyện ta phải nói. Lúc ta thức tỉnh huyết mạch, Long Thiếu Hiền và Long Thiếu Nguyên ra tay với ta, bị ta giết rồi. Còn trong linh quạng, ta gặp phải sát thủ, bọn chúng mưu đồ giết hại tộc nhân, chết cũng không đáng tiếc. Còn về chuyện sát thủ ta vẫn đang điều tra, tất cả dấu vết cho thấy việc này có liên quan đến cha người. Có liên quan đến cha ta không chỉ như thế thế lực nhằm vào ngươi rất mạnh thậm chí mua chuộc rất nhiều người trong long gia lần trước ngươi bị phái đi làm nhiệm vụ ở linh quạng chính là có người giả truyền mệnh lệnh của ta những người có liên quan ta đã giết hết rồi bao gồm cả long ngũ trong đó chỉ là ngươi không biết thôi quả nhiên long thiếu bạch có thể sống được đến giờ là bởi vì long thiếu vân vẫn luôn âm thầm bảo vệ hắn thiếu bạch về chuyện của huyết mạch chân long ngươi không được nói cho người khác biết chưa tại sao theo lệ cũ nếu như ngươi có độ thuần huyết mạch vượt quá ba thành thì được xem là thánh chủ tiếp theo của thánh địa chân long thánh chủ hiện giờ tuổi xuân đang độ sợ là không bỏ qua cho ngươi người kế thừa thánh địa ông ngoại long gia chúng ta và chân long thánh địa rốt cuộc có mối quan hệ gì lẽ nào không tính là một thế lực sao ha cũng tính là anh em sau khi phân nhà cũng ở một mình càng không cần nói hoàng kim thế gia và thánh địa trên thực tế trước tiên có long gia chúng ta sau đó mới có chân long thánh địa Ba vạn năm trước, có một vị tuyệt thế cường giả ra đời. Ngay cả những vị thần sĩ cường giả khi đó gặp cũng phải nể hắn ta ba phần. Và Long gia lúc đó thực lực kém xa so với bây giờ, về lý mà nói là không thể thiết lập quan hệ với một cường giả như vậy. Nói cách khác, chính tổ tiên của chúng ta đã phải vật lộn để giành được sự sủng ái của con gái của tuyệt thế cường giả đó. Kể từ đó, Long gia của chúng ta dần trở nên lớn mạnh hơn với sự hỗ trợ của vị cường giả đó. Không lâu sau đó, Cháu trai của Cường Giả được sinh ra và kế thừa thành công huyết mạch Chân Long và Đại Bàng cánh vàng trong người, sớm lớn lên và tạo ra Chân Long Thánh Địa, trở thành thánh chủ đầu tiên. Vì vậy Thánh Địa Chân Long có thể nói là một nửa từ Long gia và một nửa từ Cường Giả. Trên thực tế, cho đến nay, không chỉ huyết mạch Chân Long mà huyết mạch Đại Bàng cánh vàng đều được lưu giữ. Nếu so sánh thực lực của hai bên, huyết mạch Đại Bàng Kim Sĩ chỉ kém một chút. Sau khi thánh địa thành lập, các thánh chủ tiếp theo về cơ bản đều do Long gia nắm giữ người kế thừa thêm huyết mạch chân long thánh giáo thánh chủ và những thân phận quan trọng không kém khác hầu hết đều do những người kế thừa của đại bàng kim sĩ nắm giữ bằng cách này hai bên sẽ kiểm tra và cân bằng lẫn nhau và không ai có thể chi phối lẫn nhau thánh chủ đã là người long gia chúng ta hắn không phải đang hướng về long gia của chúng ta sao Đường ngốc tuy thuộc về long gia nhưng long gia không phải của hắn nhưng thánh địa chân long là của hắn hắn hướng về bên nào không cần nói thêm nếu sự thuần khiết trong mạch của con bị lộ, hắn chắc chắn sẽ nảy sinh một số tâm tư. Chắc chắn rằng, gia thế càng lớn, thế lực và nội tình càng phức tạp. "Nhân tiện, ông ơi, những kẻ ám sát con đến từ thế lực nào vậy?" Cả Đại Lục Thiên Nguyên sẽ không có nhiều thế lực có cái lá gan này tiếp cận Hoàng Kim Thế gia. Mối quan hệ giữa những người đó và phụ thân là gì? "Hừ, lúc đó ta hỏi đi hỏi lại, Uyển Nhi nó không chịu nói." Mặc dù ta không biết hoàn cảnh cụ thể, nhưng ông có thể chắc chắn rằng phụ thân con có lai lịch rất lớn lai lịch lớn lẽ nào là tứ đại thần thổ đó chỉ là thế lực của lục địa thiên nguyên chúng ta bên ngoài còn tồn tại rất nhiều cường đại trên thực tế trong tứ đại thần thổ ngoại trừ thông thiên thần thổ và bất hủ thần điện thì cội nguồn của hàng thần sơn và bản nguyên thần hải đều không có trong thiên nguyên đại lục mấy cái giáo phái mà ai nhắc tới mặt cũng biến sắc như ngô thiên giáo căn bản đều ở bên ngoài thiên nguyên đại lục vô cương không lừa ta Quả nhiên Ngô Thiên giáo không chỉ tồn tại ở Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng Ngô Thiên giáo mạnh mẽ như vậy, lại tốn nhiều công sức như thế để điều tra sinh phụ của Long Thiếu Bạch. Tên nam nhân đó rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ thế nào? Trên thực tế, trong nhiều đại thế giới, Thiên Nguyên Đại Lục chỉ có thể coi như là một đại thế giới tầm trung, văn minh võ đạo được ấp ủ cũng chỉ là văn minh trung cấp. Bên ngoài Thiên Nguyên lục địa, nhiều nền văn minh khác nhau đã nở rộ, chẳng hạn như lục địa Tiên Linh với nền văn minh Tiên đạo làm cốt lõi lấy vụ đạo văn minh làm cốt lõi của vu thần đại lục. Sức mạnh của thế giới rộng lớn không dựa trên quy mô biên giới của nó, cũng không dựa trên số lượng người, mà là ở mức độ văn minh. Như văn minh tiên đạo, Phật đạo đều là nền văn minh cấp cao, do đó lục địa của họ cũng là lục địa tiên tiến. Cái gì? Văn minh vũ đạo chỉ là văn minh trung cấp. Nói như vậy tu vũ khải không có tiến thủ sao? Thiếu bạch à, đừng coi thường vũ đạo, mặc dù thực sự thấp hơn các nền văn minh khác hiện tại. Nhưng vũ đạo có tiềm năng vô tận và chắc chắn sẽ phát triển thành các nền văn minh tiên tiến hoặc thậm chí là siêu văn minh trong tương lai. Nền văn minh vũ đạo có thể được nâng cấp. Đương nhiên, nếu là mạnh như nền văn minh tiên đạo, chẳng phải ngay từ đầu cũng đã từng bước cải thiện với nền văn minh thấp nhất sao? Vũ thuật là như vậy, nhiều đỉnh tiêm cường giả của Thiên Nguyên Đại Lục đều đang khám phá giới hạn của vũ đạo. Mấu chốt của việc một nền văn minh có thể thăng cấp hay không phụ thuộc vào mức độ mạnh nhất mà người sinh ra trong nền văn minh này có thể đạt tới. Người mạnh nhất thiên nguyên đại lục chúng ta thường được gọi là vũ thần. Ông của con là một vũ thần. Hiện tại, các vũ thần của thiên nguyên đại lục đã đạt được sự đồng thuận rằng có thể có ít nhất cửu trọng. Cửu trọng, ông là thứ mấy? Chưa từng có ai nói với ta tầng này. Có hơi một ông ngoại thực sự rất thoải mái. Ông vẫn đang ở nhất trọng. Hiện tại nghiên cứu võ thần của thiên nguyên đại lục trước đây, một vị mạnh nhất đã lĩnh ngộ được tứ trọng. Tứ trọng không phải là thua xa sao. Ngay cả tứ trọng cũng là từng bước đi của vô số thế hệ vũ thần. Con có biết rằng chỉ có tam trọng trong thời đại thần thoại. Tứ trọng này được phát triển bởi những người cận đại. Phải trang lĩnh ngộ cửu trọng, văn minh vũ đạo có thể nâng cấp lên văn minh cao cấp. Có thể như vậy, cái gọi là vũ thần cửu trọng chỉ tồn tại trong khái niệm, vẫn chưa chắc nó có đúng hay không. Có thể không có cửu trọng, hoặc có thể có nhiều hơn cửu trọng. Tóm lại, trình độ văn minh vũ đạo có thể đạt tới phụ thuộc vào phát huy của thế hệ sau càng biết nhiều, càng có thể cảm thấy sự nhỏ bé của chính mình. Thảo nào Bắc Minh không nói với ta những điều này. Chỉ là biết rồi thì có thể làm gì? Trong thế giới rộng lớn này ta chẳng là gì ngoài một con kiến. Nhưng không nghĩ xa như vậy, vẫn là suy nghĩ một chút. Bây giờ không có ai trong tộc có thể so với huyết mạch thuần kiết của ta, ông ngoại hồi này cũng nên cho một chút chỗ tốt không phải sao? Ông ơi, có điều thiếu bạch không biết có nên nói không? Cứ nói Mặc dù thiếu Bạch đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng căn bản còn kém xa, khó tránh bị người khác xem thường. Chỉ cần chính mình chịu đựng một ít sỉ nhục, chỉ sợ làm ông ngoại, huyết mạch chân long chúng ta mất mặt. Ngoại công, người xem. Ha ha ha, nói đi nói đi, chỉ cần con muốn, tài nguyên trong tộc đều có thể cho con. Đây là lệnh bài của ta, mang theo nó, ở trong tộc nhìn thấy thứ gì cũng có thể lấy, muốn đến đâu tu luyện cũng có thể đi. Cứ việc an tâm tu luyện ngoại công chờ đợi biểu hiện ở Hoàng Kim Bí Cảnh của con vào 3 tháng sau. Đa tạ ngoại công. Lát sau tại Long Gia, Địa Lao. Trong ký ức của Long thiếu Bạch ngược lại có nơi gọi là Hoàng Kim Bí Cảnh, là do các gia tộc lớn cùng nhau mở ra và bảo vệ. Nghe bảo bắt nguồn từ nền văn minh Phật giáo, bên trong có không ít di tích Phật đạo, nhưng bí cảnh này chỉ có tu vi võ sĩ mới có thể vào, các thế gia lớn cách mấy năm mới phái đệ tử vào tìm kiếm báu vật. Đến Thanh Long hoàng triều cũng phải đỏ mắt Tôn đã muốn thôn tính Hoàng Kim Bí Cảnh, nhưng gặp phải sự phản đối của các cường giả của các gia tộc lớn. Địa lao đã được mở khóa. Thiếu Bạch thiếu gia, chúng ta đến rồi. Được, ngươi lui xuống đi. Mên mở cửa ra, đột nhiên giật mình với cảnh tượng bên trong. Ôi, vẫn là trưởng lão có máu mặt, chỗ ở của mấy người phụ nữ phạm tội này, đồ trang trí và nội thất cũng không ít, còn có vẻ sạch sẽ gọn gàng đầy đủ hơn cả phòng của ta, nói đây là khuê phòng ta còn tin đấy. Trong ký ức của Long Thiếu Bạch, hắn rất hận người mẫu thân này của hắn. Hận bà ta dùng cách vô liêm sỉ nhất mà sinh ra hắn, khiến hắn chịu mọi sự sỉ nhục. Đến một người cha quang minh chính đại cũng không có, vì vậy hắn rất hận mẫu thân hắn. Ngược lại một người ngoài như ta lại không thấy bà ấy đáng hận, ngược lại thấy bà ấy đáng thương, bị một tên đàn ông không có trách nhiệm xâm phạm, bà ấy cũng là người bị hại thôi. Long Uyển Nhi đang nằm trên bàn, giật mình khi thấy có người tiến vào. Thiếu Bạch bà ấy vội vàng đứng dậy tiến lại nhưng vội vàng thu tay lại thiếu bạch xin lỗi mẫu thân không có tư cách gọi con mẫu thân thiếu bạch cuối cùng con cũng đã đến thăm ta rồi cuối cùng con cũng đến rồi trước đây ta cũng từng xà vào lòng mẫu thân như thế này cũng từng đối với bà ấy không tốt cũng từng khiến bà ấy không vui mãi đến khi bà ấy chết ta mới biết ta đã mất đi tất cả thiếu bạch mau ngồi xuống bên này con thấy mấy món bánh này không đều là món con thích ăn nhất mỗi ngày mẫu thân đều làm chính là đợi con đến là trước đây thiếu bạch không hiểu chuyện nhỏ mọn mà làm loạn với mẫu thân con đã sớm không còn giận mẫu thân nữa rồi cũng hy vọng mẫu thân có thể tha thứ cho con mẫu thân không sợ bị nhốt vào địa lao cũng không sợ người đời xỉ vả thậm chí không sợ người phụ lòng kia bỏ rơi ta chỉ sợ con hận ta con chính là tất cả của mẫu thân mẫu thân chết cũng không sợ chỉ sợ mất con ừm thật ra long thiếu bạch sớm đã chết rồi mẫu thân người có thể nói với con phụ thân rốt cuộc là người nào không hai người quen biết thế nào hạo thiên giáo rất để ý việc phụ thân thân sinh của long thiếu bạch là ai nếu như sớm làm rõ xuất thân ta cũng có thể sớm rời khỏi đây uyển nhi giật mình khi thấy nên hỏi tới chuyện này mẫu thân người không muốn nói cũng không sao thiếu bạch mẫu thân không phải không muốn nói nhưng việc biết tình hình của ông ấy cũng không có điểm gì tốt đối với con mẫu thân Lúc trước con từng cùng với ngoại công, nói rất nhiều. Mẹ yên tâm, mặc kệ phụ thân là người như thế nào, con đều có thể chấp nhận. Thiếu bạch của ta trưởng thành rồi. Được, vậy mẫu thân nói với con. Mên im lặng lắng nghe. 17 năm trước, Long Uyển Nhi vừa tròn 16 tuổi, đã rất nổi tiếng ở Thương Quốc, được biết đến là mỹ nhân số 1 Thương Quốc. Nhưng cũng vì danh tiếng quả lớn, đã bị bắt cóc cưỡng bức bởi một tên tà đạo. Vào thời điểm khó khăn đó, một thanh niên võ tông từ trên trời rơi xuống, cùng kẻ trộm tôn giả kia đấu một trận chiến khốc liệt. Cuối cùng vượt qua hai đại cảnh giới, đã chặt đầu tên tà đào võ tôn, thành công anh hùng cứu mỹ nhân. Thanh niên đó tên Thượng Vô Lương, đến từ một thế giới lớn khác, lần này đến thiên nguyên đại lục là để tìm cơ duyên. Long Uyển Nhi đối với hắn ta cảm động không xiết, lại ngưỡng mộ tài năng của hắn và kết duyên cùng hắn. Sau một thời gian thân thiết, Thượng Vô Lương cũng yêu Long Uyển Nhi, hai người tiếp xúc trong vài ngày, và tự định trung thân, họ tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Nhưng không lâu sau Vô Lương nói rằng có một việc quan trọng và hắn phải rời đi một thời gian. Hắn bảo Long Uyển Nhi đợi 20 năm, nếu hắn không quay lại sau 20 năm. Uyển Nhi đối với thượng Vô Lương tình cảm sâu nặng, cho dù Long Thiếu Vân có thúc ép cỡ nào cũng chưa từng nói ra thân phận của thượng Vô Lương. Mà thời gian này chính là 17 năm. Nương, phụ thân rốt cuộc đi làm việc quan trọng gì? Ta cũng không biết. Trong hắn ta lúc đó rất lo lắng và nói với ta vài điều chẳng lành, nói rằng lần này anh ta hoặc là nhất phi trùng thiên hoặc chết không có chỗ chôn. Từ lời nói của hắn ta, anh ta nên sống trong một thế lực cực lớn, mà thế lực đó đang tham gia vào một cuộc tranh giành quyền lực tàn khốc và hắn ta cũng là một phía của cuộc đấu tranh. Nương, nếu như phụ thân không quay lại, người phải làm sao? Ta đã đợi 17 năm rồi, chỉ thiếu 3 năm nữa đúng không? Tốt nhất là hắn ta quay lại, nếu không quay lại, ta sẽ đi tìm hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây cũng quá si tình rồi chăng? Nhưng cũng phải nói lại, Long thiếu Vân thân trưởng Long gia tộc, võ thần nhất trọng, Long Uyển Nhi năm nay 33 tuổi, đã là võ tôn cảnh. Thượng vô lương thậm chí khi còn trẻ võ tông cảnh đã giết chết võ tôn, một nhà cường đại, tại sao đến Long thiếu Bạch lại là một kẻ yếu ớt như vậy? Sau đó, Diệp Minh đem việc thức tỉnh huyết mạch, nhận được sự coi trọng của Long thiếu Vân nói với Long Uyển Nhi, Long Uyển Nhi vô cùng cảm kích. Trong một vài cuộc nói chuyện, biết rằng trời đã muộn, Long Uyển Nhi không nỡ từ biệt. Không biết thân phận của Long thiếu Bạch này sẽ tồn tại được bao lâu, bây giờ ta đã có chỗ đứng vững chắc trong nhà họ Long rồi, chẳng lẽ không thể rời đi một thời gian sao? Lúc này một tiếng nói vang lên, tất nhiên có thể. Vô Lương, ngươi không biến mất. Đương nhiên là không, luôn có một người âm thầm quan sát, tránh bị nhìn thấu thân phận của Ngô Thiên Giáo. Ngươi vừa nói Ta có thể tạm thời thoát khỏi thân phận của Long thiếu Bạch rời đi một thời gian sao? Tất nhiên, nhưng ngươi phải tìm một cái cớ hợp lý để không bị người khác phát hiện. Đợi ngươi sau khi chuẩn bị tốt, ta sẽ hồi phục mọi thứ. Ngay hôm sau tại Long gia, Thiên Tuệ trúc lâm. Thiếu Bạch thiếu gia, ngươi đến đây làm gì? Muốn vào trúc lâm tu luyện, phải cần tham gia nhiều lần thử luyện, phải nhận được sự đồng ý của tộc lão. Ngươi chắc chắn ta cần người khác đồng ý. Lệnh bài ở đây, như tộc trưởng thân lâm bất kỳ nơi nào cũng có thể đi, mời thiếu gia vào trong. Tiếp theo đây ta cần bế quan một thời gian để ứng đối hoàng kim mật cảnh. Trước khi ta ra ngoài không được để bất kỳ người nào vào trong. Vâng. Lát sau mên ngồi trên tảng đá trong rừng trúc. Tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa, long ra được canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ rất nhiều, muốn ra ngoài mà không thu hút ánh nhìn, chỉ có một cách. Dịch chuyển đến xích dương động thiên. Cảnh chuyển tới xích dương động thiên. Vận khí không tồi, trong động thiên không có ai. Bằng không chủ nhân lại phải sát giới rồi. May thay, vật phẩm trong thiết bị chữ vật đều không thiếu. Toàn bộ thân gia đều nằm trong tay người khác, từ đầu đến cuối vẫn là không cảm thấy thực tế. Chủ nhân, tiếp theo ngài định đi đâu? Không biết, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, đóng vai người khác hoài cũng không phải là chuyện vui. Hay hơ, ngày hôm qua ta đã làm nhiệm vụ với đệ tử của diệu toán môn, cướp đi không ít quyền lợi, tên nhóc đó suýt tức chết chúng ta có thể sống thoải mái như vậy là nhờ tôn trưởng môn. Thực lực hiện tại của ta không đủ, khó mà đối đầu toàn bộ xích dương môn. Sớm muộn cũng phải trừ tận gốc tai họa tôn quang này. Cũng không biết việc trọng sinh của cha nương có thuận lợi không, đi đến thương quốc trước vậy. Sau khi rời khỏi xích dương môn, Diệp Minh đi gặp phụ mẫu trọng sinh của mình xem xét một lượt, thấy mọi thứ đều thuận lợi mới yên tâm. Hắn lại về nhất tiền trang, phát hiện hạo thiên giáo quả nhiên không nuốt lời, vẫn ở nguyên đó chờ đợi huyền băng thú vẫn trước sau như một giúp hắn trông coi mặc dù hơi nhàm chán nhưng vẫn rất tỉnh táo sau đó men đi dạo trong một khu rừng nào đó bắc minh lẽ nào đời này ta chỉ có thể tồn tại dưới thân phận này ư ừ. đợi phụ mẫu sinh ra lớn lên hồi phục ký ức ta không thể dùng thân phận cơ vô cấu để sống cùng bọn họ được mà ta luôn cảm thấy bất kể là ta dùng thân phận cơ vô cấu hay dùng thân phận long thiếu bạch nội tâm đều không thông qua lâu như vậy rồi mà vẫn không thể thích ứng được chỉ có thể trở lại thân phận thật sự của ta, ta mới có thể vui vẻ tự tại. Chủ nhân trưởng thành còn nhanh hơn Bắc Minh dự đoán, đã cảm nhận được bóng tối của mệnh số rồi. Lúc trước Bắc Minh chưa nói với chủ nhân, là vì chủ nhân vẫn còn rất nhiều thứ chưa nhìn thấu, nói cũng vô dụng. Thật ra, mọi người đều có số mệnh riêng của mình, Cơ Vô Cấu và Long Thiếu Bạch đều như thế. Mỗi lần chủ nhân chuyển biến thân phận, vận mệnh trên người cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Chính vì sự thay đổi này mà trong lòng chủ nhân luôn cảm thấy không vui vẻ. Bắc Minh, ngươi nói xem ta có thể trở về thành Diệp Minh được nữa không? Hạo Thiên Giáo nhất định có thể làm được, nhưng sợ rằng chủ nhân phải trả cái giá rất đắt. Ha ha ha, so với sự đau khổ của việc cả ngày sống chui sống lủi, đến diện mạo thật cũng không thể lộ diện, trả giá lớn thì có là gì? Nam Nhi đầu đội trời chân đạp đất, đứng không đổi tên ngồi không đổi họ, Diệp Minh ta vĩnh viễn là Diệp Minh, chỉ có thể là Diệp Minh. Cơ vô cấu chẳng qua cũng chỉ là thân phận tạm thời, chỉ cần có thể trở về như ban đầu, trả giá lớn thế nào cũng được. Mên tiến vào bên trong thần hải hải nội. Vô cương, ta cần sự giúp đỡ của hạo thiên giáo. Diệp Minh, ngươi có chuyện gì? Với tình báo của hạo thiên giáo chắc đã sớm biết, ta lúc đó vì bị hộ sơn thú của âm dương giáo nhìn thấu thân phận, không thể không biến thành cơ vô cấu. Bây giờ ta muốn khôi phục lại mọi thứ, ngươi có thể giúp ta không? Tất nhiên có thể, chỉ là cái giá vô cùng lớn, ngươi có thể chấp nhận không? Nói ra nghe xem. Thật ra chỉ cần sửa đổi một chút, ta có thể xóa đi thân phận Hạo Thiên giáo đồ của ngươi. Nhưng làm như thế, ngươi sẽ mất đi thẻ bài công đức của Hạo Thiên giáo, còn phải trả rất nhiều điểm công đức, thậm chí điểm của ngươi vẫn chưa đủ kìa. Nói thẳng đi, ta rốt cuộc phải trả bao nhiêu? Thứ nhất, khai trừ khỏi Hạo Thiên giáo, từ đây ngươi sẽ không còn là phái mật sứ, cũng không còn là giáo chúng nữa. Thứ hai, nhiệm vụ của long thiếu bạch ngươi vẫn phải tiếp tục làm sau khi hoàn thành điểm công đức nhiệm vụ đó của ngươi sẽ không có sẽ không nhận được bất cứ phúc lợi gì thứ ba sau khi cắt đứt tất cả với hạo thiên giáo tất cả các lợi ích mà ngươi nhận được từ tiền trang cũng không còn nữa thứ tư mặc dù không còn là giáo đồ của hạo thiên giáo không có thể công đức nhưng thân phận thiên bộ của ngươi vẫn còn đó sau này ngươi chỉ có thể lấy thân phận thiên bộ mà tồn tại nghe ngươi nói thế đoạn thời gian này tất cả nỗ lực của ta đều công cốc tiền tài, vị trí chỉ kém giáo chủ một bước, tất cả đều mất hết, thậm chí dưới tình trạng không được nhận một đồng thù lao nào mà vẫn phải đi làm nhiệm vụ có độ nguy hiểm cấp 1. Đúng là cái giá rất lớn. Nhưng ta đồng ý. Diệp Minh, ngươi có biết, ngươi có khả năng sẽ tuột mất ngôi vị giáo chủ hạo thiên giáo không? Trước mắt xem ra ngươi rất có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó ngươi có thể điều khiển tất cả võ thần của hạo thiên giáo, thậm chí có thể khống chế ngũ đại đế triều trong tay. Mên nghe vậy cười lớn, Ha ha ha. Làm giáo chủ của hạo thiên giáo thì thế nào? Lấy thực lực bây giờ của ta mà nói không phải vẫn bị khống chế đó sao? Ta không tin, mấy tên võ trí võ thần đó có thể can tâm tình nguyện chịu để một tên võ sĩ tiểu tốt như ta hô đi hò đứng. Chỉ có thực lực mới có thể quyết định mọi thứ. Cho dù hạo thiên giáo có cho ta nhiều thứ thì nó cũng là của hạo thiên giáo, không phải của Diệp Minh ta. Được, nếu người đã suy nghĩ kỹ, vậy ta bắt đầu đây. Khối pha lê bắt đầu dạn nứt lát sau nó đã nổ tung. Thẻ công đức cùng ta lâu như vậy, cuối cùng cứ như thế mà tiêu tán. Bên ngoài của men từ từ thay đổi, trở lại hình dạng Diệp Minh trước đây. Tâm trạng sẽ dẫn tốt lên, từ nay loại cảm giác không tự do tự tại khó hiểu, trong lòng sẽ biến mất. Xem ra sự lựa chọn của ta không hề sai, lúc đó gia nhập hạo thiên giáo cũng có điểm tốt, nhưng nó bất trí bất giác đã khống chế tâm linh ta. Lúc đó là do Bắc Minh nghĩ không kỹ, chủ nhân không nên gia nhập hạo thiên giáo ngươi không cần xin lỗi, là ta lúc đó đã chọn sai, nhưng lựa chọn hôm nay thì không hề. Dù sao thì ta cũng nhận được rất nhiều thứ tốt từ hạo thiên giáo, không phải sao. Tiếp theo ta còn rất nhiều việc cần làm, trước tiên sẽ nói cho ngươi biết kế hoạch của ta. Ba ngày sau tại đế cung Thanh Long. Thiên đế, thần có điều muốn tâu. Là giám sát vệ vệ trường. Giám sát vệ là người giám sát mọi chuyện trên trời dưới đất, trên là bách quan dưới là bách tính, chỉ cần bị giám sát vệ chú ý thì không thể trốn chạy. Hắn vậy mà chủ động tấu sự, xem ra chuyện không nhỏ. Chuyện gì? Bệ hạ, gần đây thần có bắt được một tên tàn dư của hạo thiên giáo. Trường hợp này có liên quan đến thiên tài chiều ta, có liên quan đến vị xếp nhất bảng tiềm long Diệp Minh. Ồ, chuyện như thế nào? Tên tàn dư của hạo thiên giáo đó tên Tư Thiên Công là một vị võ giả cấp võ thần. Lúc Diệp Minh chưa vào hạo thiên giáo, đã chú ý đến hắn, nhận định hắn rất có tương lai. Khi sức mạnh trong cơ thể trở nên mạnh mẽ, và cấm chế của hạo thiên giáo được cài vào, tàn dư của hạo thiên giáo gọi đó là thẻ công đức. Nói như thế, Diệp Minh là bị ép. Vâng thưa bệ hạ, Diệp Minh lúc đó còn trẻ, căn bản không phải đối thủ của Tư Thiên Công. Tư Thiên Công vì ép Diệp Minh đã sát hại phụ mẫu của Diệp Minh, còn phong bế linh hồn của bọn họ lại, lấy đó làm thứ uy hiếp Diệp Minh. Có chứng cứ không? Bẩm bệ hạ, Tư Thiên Cung và chứng cứ đều có, có cần giải lên chiều đường không ạ? À? Nếu đã có chứng cứ, chuyện này để giám sát vệ toàn quyền xử lý đi, không phải đem lên chiều đường, nhưng có hai chuyện ngươi phải làm tốt. Một là, phải triệt để rửa sạch danh dự cho Diệp Minh, đợi mọi chuyện ổn thỏa, Thanh Long Hoàng Triều ta phải toàn lực bồi dưỡng. Hai là cứu linh hồn phụ mẫu Diệp Minh ra, tránh hạo thiên giáo sau này lấy thứ này khống chế. Linh hồn phụ mẫu của Diệp Minh đã được cao thủ Triều ta cứu ra, bây giờ đã đi đầu thai rồi à? Đầu thai chuyển kiếp, cũng không tệ, để bù đắp sai lầm quá khứ, sau khi phụ mẫu Diệp Minh trọng sinh, cho mỗi người một suất đến Thanh Long học viện. Trong khi đó Mên đang bước đi trên phố. Nhưng chỉ như vậy sợ rằng không đủ, chỉ cần có người dụng tâm điều tra sẽ phát hiện ra, năm đó phụ mẫu chủ nhân gia nhập Hạo Thiên giáo, còn từng là giáo đồ Hạo Thiên giáo. Lúc đầu, Diệp gia đã sớm biết chuyện này, nhưng không vạch trần, muốn lợi dụng chuyện này. Sau khi Diệp Tử Nguyên chọc giận hoàng gia, Diệp gia lại bắt phụ mẫu của chủ nhân đứng ra gánh tội chết, còn đem xác đi lĩnh thưởng đến nay diệp gia đã sớm tiêu vong mà hoàng gia hoàng nguyên khôi vẫn đang tồn tại năm đó sau khi đem phụ mẫu của chủ nhân làm phần thưởng đưa đến nha môn thì đã xác định có thể tồn tại rồi diệp tử thần vẫn còn sống ở thiên hà môn nếu như có kẻ muốn dồn chủ nhân vào chỗ chết chỉ cần điều tra một chút là ra vì vậy chuyện này xem như vẫn chưa kết thúc tiếp theo hạo thiên giáo phải làm là giết tất cả người có liên quan cảnh chuyển tới kiếm trì thần địa vì diệp minh ta thua tiền tài thì không nói lần này còn nợ lớn. Nếu như để ta tìm được tên súc sinh lưu vong kia, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Lúc này đột nhiên bầu trời tối đen sấm sét nổi lên. Có thứ gì đó đang xuất hiện phía sau Hoàng Nguyên Khôi. Một bàn tay đen xì lộ ra. Hắn ta vội vàng nhảy lùi về sau né đi. Nhưng nó lại tiếp tục xuất hiện ngay trên đầu Nguyên Khôi, túm chặt vào cổ của hắn. Đau quá, ta không thể phát ra âm thanh nào, cương khí trên người cũng bị khóa chết, không thể truyền âm. Rốt cuộc là ai có thể vượt qua đại năng nhận diện của kiếm chỉ, ra tay với ta? Hoàng Nguyên Khôi đã bị kéo vào trong hư không. Chốc lát đã biến mất khỏi kiếm chỉ. Cùng lúc Hoàng Nguyên Khôi chết thì nha môn yến quận phong diệp thành cũng xuất hiện dị tượng. Một đêm trước, trên là huyện quan, dưới là nha dịch, bây giờ tất cả đều biến mất khó hiểu, đến một chút manh mối cũng không thể tìm thấy, giống như chưa từng tồn tại. Cùng ngày, trong thiên hà môn Diệp Tử Thần và các đệ tử trưởng lão đều biến mất toàn bộ, đến cả môn chủ của Thiên Thà môn cũng không có động thái điều tra gì, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bên phía Thanh Long hoàng triều, sau khi giết chết tên giáo đồ Hạo Thiên giáo kia, đại đế chiếu cáo thiên hạ, rửa sạch oan khuất cho Diệp Minh, mời hắn về phục lệnh. Từ đó Diệp Minh không còn phải chạy trốn mà trở thành thiên tài của hoàng triều. Lúc này tại học viện Đông Tề, ha ha ha, ta biết thiên tài sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Lão đại, người nhanh trở về đi. Nếu không trở về ta sẽ đến Thanh Long học viện đấy. Thật muốn cùng người xưng bá khắp học viện Thanh Long, xưng bá ở học viện Thanh Long. Ở một nơi nào đó trong học viện, Mi Như Ngọc đang nhìn bầu trời trong xanh. Ta biết huynh sẽ không sao mà, ở trước mặt huynh, muội luôn rất an tâm. Diệp Minh, chúng ta gặp nhau ở học viện Thanh Long. Thiên Ảnh, hình như ngươi không bất ngờ về việc này. Lẽ nào ngươi sớm đã đoán được kết cục rồi ư? Ta chỉ biết hắn là đồ đệ của ta bất luận thân phận thế nào, vẫn đợi hắn trở về, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Đợi hắn trở về, ta sẽ đưa hắn đến chiến trường. Cảnh chuyển tới Đế cung Chu Tước. Tuyết Di, ta đã nói huynh ấy không phải là tàn dư của Hạo Thiên giáo mà, em xem, quả nhiên là Thanh Long hoàng triều nhận nhầm rồi. Thật cho rằng người ta sai à? Thanh Long đại đế tinh danh hơn tiểu nha đầu cô nhiều. Cảnh chuyển tới nội viện của Âm Dương giáo. Phụng Tiên ngươi cắt đứt quan hệ sư đồ với hắn có hối hận không không hối hận dù sao lúc đó để bảo vệ mạng hắn và không liên lụy đến âm dương giáo ta chỉ có thể làm vậy mà nói thật tên tiểu tử đó trưởng thành thật nhanh thiên tư so với ta năm xưa mạnh hơn rất nhiều sau khi hắn ngộ ra âm dương hồn hiểu ta cảm thấy trình độ của ta không đủ để làm sư phụ hắn đúng là như thế nhưng mà thân phận đệ tử của giáo ta còn đó lần này phải bồi dưỡng hắn thật tốt hơn nữa hắn cũng tinh thông trận pháp vừa hay phù hợp đi theo dịch trưởng lão học hỏi. Lẽ nào ý người là, để dịch trưởng lão làm sư phụ hắn? Sao, lẽ nào ngươi cảm thấy dịch trưởng lão không đủ tư cách? Không dám không dám, dịch trưởng lão là võ thần đỉnh phong, nhưng phù trận của ông ấy là nhất trong thiên nguyên đại lục này, đế võ thần tam trọng cũng không dám động đến ông ấy. Ta là sợ dịch trưởng lão không nhận người đồ đệ này. Dịch trưởng lão đưa ra quyết định thế nào, phải xem giữa bọn họ có duyên phận làm sư đồ hay không, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Mà nói thật ra, nỗi oan này của cậu ấy cũng là do hộ giáo thần thú mà ra, ta cảm thấy phải bù đắp gì đó. Ngươi đi với ta đến đông tề học viện một chuyến, hắn có trói buộc rất lớn với nơi này, đến nay phục hồi thân phận, nhất định sẽ đến đây đầu tiên. Cảnh chuyển tới đông tề quốc, ha ha ha, ta nói mà, thiên tài đông tề chúng ta sao có thể là giáo đồ của hạo thiên giáo, thì ra là bị bức hại. Hai, hạo thiên giáo thật không phải người, nhất định là đã hại thiên tài thanh long hoàng triều chúng ta tên tư thiên cung đó thật đáng chết đáng bị giết hừ cuối cùng không cần lén lén lút lút nữa cảm giác trở về chính mình thật không tồi diệp minh chào mừng trở lại ta và sư phụ ngươi đang đợi ngươi là giọng nói của viện chủ học viện đông tề ta về rồi đây đệ tử diệp minh bái kiến sư phụ bái kiến viện chủ lâu rồi không gặp mọi người không biết trương hoành mi như ngọc mộ dung tuyết kiều Ngọc Tiêm Tiêm, còn có đạo sư Liễu Phi bọn họ như thế nào? Đợi lát nữa sẽ đến gặp họ, hàn huyên chuyện cũ. Không cần đa lễ, trở về là tốt, trở về là tốt ha ha ha. Đoạn thời gian kia có thu hoạch gì không? Áp lực rất lớn, tu hành ngược lại tiến bộ rất nhiều, cảm giác rất nhanh sẽ đột phá. Cương khí cũng cô đặc lại nhiều. Không sai, đêm nay ngươi và bạn bè cũ cứ hàn huyên tâm sự đi. Ngày mai theo ta đến chiến trường luyện tập. Lên chiến trường, Vậy Long ra bên kia phải làm sao?